Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của tác giả Chu Tất Tiến có tựa đề là HO qua Mỹ. Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thống tại quận Cam. Năm đó là năm 1982, sau khi đi tù về, làm đủ thứ nghề cu li cu leo, làm xe thồ, kéo đá, đập sắt để sống qua ngày. Tôi vẫn phải mua chuộc tay công an khu vực bằng những chầu nhậu hàng tuần để cho khỏi bị xét hộ khẩu ban đêm. Mới về nhà được một tuần, hôm ấy đúng 11 giờ đêm, vừa leo lên giường là hắn đập cửa ầm ầm, xét hộ khẩu, xét hộ khẩu. Tôi phải ra mở cửa cho hắn vào, chờ cho hắn leo lên hết 3 tầng lầu, nhìn ngó khắp gầm giường rồi đi xuống hầm hừ. Nghe người quen cho biết cái tật nát rượu của hắn, tôi đợi hắn đi xuống nói liền: "Thôi, dẹp đi, có ai đâu mà xét hoài. Ngày mai 5 giờ đó cậu đợi tôi ở quán bà Tư nghe." Vừa nghe nói vậy lập tức khuôn mặt hắn thay đổi liền, đang anh tôi bỗng biến thành anh em ngọt xớt: "Dạ dạ, ngày mai em đợi anh nha." Thế là từ đó cứ khoảng vài tuần là hắn lại đập cửa xét hộ khẩu, lại đi nhậu cho đến khi hắn say, không đi nổi nữa mới dìu hắn ra cửa. Nhưng như vậy cũng chưa đủ số. Một buổi sáng tôi bị triệu lên phường, con nhỏ ngày xưa mũi dãi lòng thòng hay chạy qua cửa sổ nhà tôi, chú chú cháu cháu, nhòm nhòm ngó ngó, cầm cục kẹo tôi cho chạy như bay như biến. Nay là phó chủ tịch phường, phán một câu xanh rờn: "Anh về chuẩn bị, tuần sau đi lao động xã hội chủ nghĩa 3 năm. Gọi anh là còn khá đó, chứ mấy người về năm 78 á, gọi bằng mày." Tá hỏa tam tinh, tôi phải đi xin dạy học tại Trung tâm Nghiên cứu và Dịch thuật thành phố. Ông giám đốc cũng là một tên cộng sản nằm vùng, nguyên là trung tá dân biểu, nguyên chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đinh Văn Đệ, cho tôi đi dạy thử tại trường trung học Phú Nhuận. Đến ngày dạy thử, một băng giám đốc, bí thư và các giáo sư gạo cội của trường bước vào ngồi nghe tôi dạy thử. Sau 2 tiết học, thấy tôi nói ăn lê khá vững, họ cử tôi dạy luôn lớp cao cấp dành cho đa số là giáo viên Anh văn của thành phố đi tu nghiệp. Cầm được cái giấy chứng nhận là giáo viên về trình diện với cô phó chủ tịch phường xong là thở phào. Cô tha tàu, không phải đi lao động nữa. Tôi chỉ dạy được hơn 2 tháng là bỏ việc, chưa lãnh lương lần nào vì bực mình. Mỗi ngày thứ hai, tên trưởng lớp một tay cán bộ đi học mà xách cặp táp chạy xe Honda đi dép râu. Khi tới giờ nghỉ, tiến lên bàn thầy giáo, lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nói giọng mất dạy: "Nè ông thầy, tôi đi lên giao ban đây, thầy có gì thì muốn đệ đạt lên không?" Tự nhiên tôi mút văng ra một câu chửi thề, nhưng rồi chỉ nghiến răng, nhăn mặt: "Tôi chả có gì mà phải đệ với đạt, anh cứ đi làm nhiệm vụ báo cáo của anh đi." Học trò phách lối như thế, còn ông giám đốc thì còn tệ hơn. Tôi đã đụng nặng với tay Đinh Văn Đệ này, cứ nhìn cái bản mặt cưng cưng của một tên nằm vùng ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản là đã bực mình. Lại còn cứ nghe hắn lải nhải kể công lao với cách mạng những ngày nằm vùng, thấy hắn ngu quá nên tôi chỉ muốn chửi cho một hồi rồi bỏ về nhà. Rồi cơ hội đến, một buổi tối vào giờ nghỉ tiết, đột nhiên tôi nghe có tiếng vang vang qua loa phóng thanh gắn dưới sân trường: "Thầy Chu Tất Tiến xuống văn phòng làm việc, thầy Chu Tất Tiến xuống văn phòng làm việc." Lại bị thằng khốn nạn nào báo cáo rồi. Tôi bực mình đi xuống 3 tầng lầu, gặp tên đệ đứng dưới hành lang chờ đợi. Tôi hỏi liền: "Có gì không thầy?" Tay hiệu trưởng hất hàm kiểu bố chó sồm: "Thầy dạy gì kỳ vậy? Sao tôi nghe báo cáo nói là thầy dạy văn phạm sai thì present perfect mà sao thầy cho ngày tháng vào? Theo tôi á thì nếu dùng thì present perfect không được cho ngày tháng." Tôi nổi đóa nói một hơi: "Thế thì thầy dùng thì nào cho câu này?" "Từ sáng thứ sáu tuần qua, ngày 12 tháng 7 năm 1981, đến nay tôi chưa đánh răng, cho nên hễ mở miệng ra thì miệng tôi thúi hoắc. Thầy dùng thì gì? Present, past, continuous hay là perfect?" Tên nằm vùng kia chưng hửng, đứng suy nghĩ một lúc thì chào thua lúng túng: "Xin lỗi thầy, tôi formation français." Tôi làm cho hắn một lèo. Khổng Tử nói: "Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giã."
Thầy không biết thì hỏi tôi, chứ đừng làm cái trò gọi loa phóng thanh kêu tôi xuống, làm nhục tôi như thế. Tôi nói cho thầy biết, tôi nghỉ từ ngày hôm nay, thầy liệu mà kiếm người. Tên kia ú ớ, thế cái còn khăn khăn trách mà thầy ký với tôi. Thầy giữ làm kỷ niệm đi. Tay giáo gian kia càng lúng túng, thế còn 2 tháng lương thầy chưa lãnh. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, tôi tặng vợ thầy đó. Rồi tôi đi thẳng lên lớp, đứng chửi xối xả cho mấy tên ăn ten kia một hồi và xách cặp ra về. Bà xã tôi thấy tôi không mang 2 tháng lương về lại mất việc thì mấy giọt nước mắt rơi xuống chầm chậm. Trở lại việc nói về trung tâm nghiên cứu dịch thuật, ngoài nhiệm vụ dạy sinh ngữ còn chuyên đọc và dịch các tài liệu báo chí nước ngoài nên có ưu tiên nhận báo tiếng Mỹ. Một hôm tôi được đọc một bài báo Mỹ không nhớ tên, viết nguyên một bài với tít to tướng là một làng dành riêng cho những người đi tập trung cải tạo đang được thiết lập, rồi vẽ ra nguyên một cảnh thần tiên với những con đường chạy tỏa ra theo hình tia nắng mặt trời, có nhà thờ và bệnh xá. Những người đi tập trung cải tạo sẽ được đưa vào đây làm lại cuộc đời, sẽ được trả tiền bồi hoàn cho những năm tháng tù đầy. Trời ơi, đọc báo mà thấy lòng lâng lâng mê quá. Nhưng mãi sau này khi sang đến Thái Lan rồi mới biết đó là một đòn chính trị dỏm, kích thích tinh thần người tù, chứ chẳng có cái làng nào như thế cả. Cũng từ đó mà một số HO sau này cứ thắc mắc mãi tiền bồi hoàn ở đâu mà chưa có. Nhiều cuộc cãi vã gây gổ vô ích cũng chỉ vì bài báo có tính chất chiến tranh chính trị này. Sau khi bỏ trường, tôi đi dạy tiếng Anh chui đến năm 88, được tin có chương trình HO, bắt đầu nhận đơn cho đi chính thức. Tôi cũng như bà con cựu tù hồi hộp quá. Đến hôm nghe lõm tin là quận Phú Nhuận sẽ nhận đơn vào sáng hôm sau, tôi chuẩn bị giấy tờ không ngủ, đợi đúng 3 giờ sáng là mò ra đồn công an quận. Tới nơi tôi đã thấy có những người bạn đến căng võng ngủ từ 11 giờ tối hôm qua. Tôi có mặt lúc 3 giờ sáng mà đã là người thứ 50. Khi vào phòng làm việc, tên công an thẩm vấn hỏi tôi, tại sao anh lại xin đi nước ngoài? Tôi nói ngay, tôi xin đi vì ở đây không có việc làm, không ai mướn tôi vì lý lịch nên tôi phải đi. Hắn bắt tôi phải viết giấy cam đoan không làm việc gì chống đối cách mạng. Tôi ký liền, không ngần ngại. Vì trong lòng lúc đó nghĩ rằng, ký thì ký, chống thì chống, chống ở nước ngoài thì làm gì tôi? Tất cả anh em đi HO đều nghĩ như vậy, nên ai cũng ký. Sau đó đến ngày làm thủ tục chính trị tại phòng xuất cảnh và người nước ngoài, phải nộp tiền, không nhớ bao nhiêu nhưng cũng bộn, gần 1 cây vàng gì đó cho cả nhà 5 mạng người. Rồi chờ mãi không có passport, trong khi bạn bè lần lượt có, ai cũng vui vẻ đem khoe. Hầu như ngày nào tôi cũng lên phòng chờ đợi mà không thấy có tên mình. Sốt ruột căng thẳng như dây đàn. Một hôm tôi đến nơi mọi người vẫn chờ đợi, nhưng thủ sẵn một bao thuốc lá 3 số 5. Vừa bước vào cửa gặp ngay một tay công an đứng nhòm ngó. Tôi rút luôn bao thuốc lá ra, dúi vào tay nói nhỏ. Lên lầu tìm cho tôi hồ sơ của tôi, tên là Chu Tất Tiến. Và tay công an này đi liền. Tôi tửng tửng bước vào gặp tên trung tá phó phòng. Thấy tôi xưng tên, anh này hô lên liền. À, hồ sơ của anh bị thất lạc rồi, tìm hoài không thấy. Thôi, tôi cho anh ưu tiên chọn lựa, một là anh lấy tiền lại, hai là anh được ưu tiên nộp hồ sơ lại. Tôi choáng cả người, tay tôi ù ù, chân đứng không vững. Tự nhiên tôi nổi cọc nói lớn, tôi không cần ưu tiên gì hết, tôi cũng không cần tiền. Tiền mà làm gì, tôi chỉ cần đi Mỹ. Các anh làm mất hồ sơ của tôi, các anh phải làm lại và làm lại gấp. Anh này cũng sừng sộ. Tôi cho anh ưu tiên là vì hồ sơ thất lạc, chứ không thì anh ra xếp hàng ngoài kia kìa, chờ người cuối cùng xong thì anh mới được nộp đơn. Đúng lúc tôi muốn nổi khùng lên, thì anh công an mà tôi dúi cho bao thuốc tàn tàn đi vô, tay chìa ra 5 tờ passport. Này, xuất cảnh của anh đây. Anh chàng phó phòng ngớ người ra, nhìn tay công an kia với vẻ mặt căm thù dữ dội. Chương trình hù dọa, giấu passport của hắn, nếu gặp người năn nỉ bỏ nhỏ ít nhất cũng là 1 cây vàng. Số hắn xui, tội nghiệp cho anh công an kia chắc thế nào cũng bị kỷ luật. Tôi cầm passport về thơ thới hân hoan, không gây gổ nữa. Nhưng vì đã bị giam quá lâu nên tờ passport hết hiệu lực, phải lên gia hạn. Ngày hôm sau gặp tôi cầm passport, xin đóng dấu gia hạn. Tay công an phó phòng bực bội, chửi một tăng. À, ra lại anh nữa, tay làm phách. Anh tưởng anh là cái thá gì, mẹ kiếp cỡ tướng tá đó, mà sang Mỹ cũng chỉ đi bán xăng thôi,
còn cỡ trung úy quèn như anh chỉ đứng đường, sang bên đó thiếu giống như thằng đứng đường cầm lon. Tôi chỉ cười hì hì, chẳng dại mà cãi cọ lúc này. Đợi cho hắn đóng dấu cái cột xong là tôi rút lui ngay, kệ cho hắn lảm nhảm một mình. Rồi ngày đi cũng tới, chuyến bay của ngày, nhất là 5 tháng giêng năm 1990. Tôi bay chuyến thứ hai lúc 10 giờ, nhưng dặn gia đình là lén lén ra đi, nên 4 giờ sáng đã lẳng lặng khăn gói, kêu xích lô lên phi trường. Nếu tôi tàng tàng ở lại là bỏ mạng, vì theo lời cậu em ở lại coi nhà, khoảng 8 giờ sáng, hai tay phường đội đến nhà tôi, mang theo giấy gọi thằng con lớn tôi đi nghĩa vụ quân sự. Khi biết cả nhà tôi đã giọt, tên nọ chửi tên kia, má mày, tao đã bảo mày á, đưa đi từ tối hôm qua, cứ lo nhậu nhậu. Một chút xíu nữa thì tôi lại phải rúi cho mấy tên phường đội này ít nhất là một cây, nếu không muốn bị giữ lại lỡ chuyến bay. Đến phi trường, trong khi chờ đợi ra đi, tôi dặn người nhà không ai được khóc lúc chia tay, vì mắt đỏ có thể bị giữ lại vì đau mắt, cần phải chữa trước khi đi. Đang khi đó thì David Jackson, sứ ngôn viên đài truyền hình số 9 tại Los Angeles, đến tìm một người nói tiếng Anh để phỏng vấn. Thấy anh ta tiến thẳng về phía mình, tay hơ hơ cái micro hỏi, có ai biết tiếng Anh không? Tự nhiên tôi gật đầu, mừng húm. David hỏi liền mấy câu, thấy chung quanh là một băng công an, chăm chăm ngó. Tôi phải nói dè chừng với David, nè, đừng có hỏi chuyện chính trị nghe, tôi sẽ bị kẹt đó. David cười gật lia lịa, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thế là một cuộc phỏng vấn được thực hiện nhanh như chớp, đèn pha, micro sùm, mấy tay công an hầm hầm hừ hừ, muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng tôi tỉnh bơ trả lời. Sau đó David hộ tống tôi vào phòng cách ly luôn, cho chắc ăn tôi không bị giữ lại. Cũng liều, lỡ ra có anh chàng công an nào nổi hứng kêu lại thì rồi đời một HO. Sau đó cũng David làm thêm một cuộc phỏng vấn dài nữa. Khi tôi đến Los rồi về nhà, rồi một tháng sau cùng với các tờ báo Orange, Register, Los Angeles Times về những người HO đầu tiên. Một sự kiện đặc biệt trong năm chứng tỏ chính phủ Mỹ biết trả nợ chế độ cũ. Về quận Cam, những ngày đầu tiên là đi xin trợ cấp và gặp các cố vấn đã qua từ năm 75. Mỗi người mỗi ý, người thì bảo, chú đi học sửa xe đi, ở Mỹ xe hơi trùng trùng điệp điệp, ai cũng có xe hơi phải sửa, học nghề này là ấm thân. Người khác nói, đừng vội quyết định cứ tàng tàng ăn eo phe, rồi đi học, quyết định sớm là ân hận sau này. Bà chị tôi lại nói, đi học địa ốc đi, bán nhà tiền đầy túi. Không biết tính sao, bèn nghe lời cả ba đi học sửa xe, xin tiền welfare và đi học địa ốc. Nghĩ rằng học sửa xe không thì cũng uổng công, nên ghi tên học luôn chương trình đại học, may ra có bằng kỹ sư máy xe hơi thì cũng có thể bền. Nên học full time, 15 unit một mùa. Ngày cuối tuần đi học địa ốc, học xong địa ốc lấy chứng chỉ rồi mới ngớ người ra, vì phải đi gõ cửa từng nhà chào hàng. Một thằng nhà quê như tôi mà đi gõ cửa nhà lạ chắc là ăn đạn. Thôi thì vỡ mộng địa ốc, mất mấy trăm uổng. Vì tiền trợ cấp chỉ có 250 đô một người, nên phải nhờ vào bà con vay mượn lung tung mới đủ xoay sở. Một thời gian thấy lãnh trợ cấp bị gò bó quá nên bỏ luôn, đi làm mấy job. Job đầu tiên là làm phụ tá manager cho một nhà hàng trên đường Harbor, gần đường số 1, do một anh bạn quốc gia hành chánh giới thiệu. Chủ nhân là mấy vị bác sĩ. Nói là phụ tá cho nó oai chứ thực ra là làm bồi bàn. Bà manager, một phụ nữ trung niên nhỏ nhắn, hay mặc váy đen, mặt mũi trông không đến nỗi tệ. Ngày đầu tiên đến, ông bác sĩ chủ nhân đã dặn nhỏ, ông cẩn thận nhé. Người ta không ưa ông đâu, liệu mà xử thế. Ông cứ tập sự đi, khi nào ông rảnh đó, ông rành rồi đó, thì tôi sẽ cho bà nghỉ. Bà gian lận quá trời, hết vốn luôn. Nghe lời căn dặn nên khi vô trình diện, tôi rất lịch sự cúi chào. Bà đón tôi bằng cặp mắt lạnh nhạt. Này anh kia, anh mặc thế làm sao mà bưng tô được? Bỏ mẹ cái áo vét đi, sắn tay áo lên mới làm được chứ. Tôi vâng lời cởi áo vét ra. Anh bác sĩ kia bảo tôi mặc áo vét đi làm mà. Sắn tay áo lên, bưng tô như máy. Hết khách tôi đứng rửa bát, hết bưng tô, tôi lại đóng cái áo vét vào, tiếp khách đến đặt hàng. Làm được 2 ngày, hôm ấy cũng đang mặc vét, tiếp vài người khách đến đặt hàng, thì một ông thực khách thấy tôi mặc lịch sự bèn gọi, ông quản lý ơi, lại tính tiền dùng tôi. Bà chủ cự nữ liền lớn tiếng, quản lý cái gì, người làm của tôi đó. Tôi lẳng lặng lại tính tiền, chưa xong thì bà gọi lớn tiếng, ông Tê, lại đây nhặt rác cho tôi.
rồi bà đứng dạng chân ra, chỉ cho tôi thấy một miếng giấy trắng bằng khoảng một đốt ngón tay ở giữa hai chân bà. Lúc đó bà đang tiếp khoảng vài người đến đặt hàng đám cưới. Tôi đến, bà không di chuyển, cứ đứng dạng chân trên miếng giấy, không thể làm khác hơn. Tôi cúi xuống nhặt miếng giấy giữa hai chân bà. Khi ngẩng đầu lên, tóc tôi chạm vào gấu váy của bà. Mấy người khách nhìn tôi kinh dị. Tôi nghiến răng bỏ miếng giấy vào túi. Và vì cái mặt tôi nóng quá như có lửa đốt, tôi lặng lặng đi ra cửa cho gió thoáng vào mặt. Kẻo nóng quá, tôi đục bà thì có chuyện. Vợ con nheo nhóc. Bà thấy tôi đi ra cửa gọi lớn theo: "Này, đừng có mà vứt rác ra cửa đấy nhá, cảnh sát nó phạt cho thì thấy mẹ." Tôi ra cửa ngửa mặt nhìn trời mà nước mắt tuôn trào, cổ họng nghẹn đắng. Trời hỡi, Việt Cộng không sợ mà sợ cái con mụ này. Tôi cố nuốt nước mắt, nghĩ đến vợ con đang mong chờ ở căn apartment chật hẹp mà đi vào. Vừa bước vào là bà chủ gào lên. Tôi dùng chữ gào rất là đúng sự thật: "Này, lại đây, Clean, cái bâng cơ này cho tôi." Tôi đi lấy cái rẻ, vẫn mặc áo vét, Clean theo lời bà chủ. Mới ngẩng mặt lên chưa kịp thở, bà chủ lại the thé: "Xong chưa? Xong thì đi lau lại mấy cái bàn cho tôi. Hôi quá." Tới đây thì cơn nóng đã lên quá sức chịu đựng rồi. Tôi căm hờn nhìn mụ, vứt cái khăn vào trước mặt mụ, nghiến răng lại sấn tới. Trong đầu tôi chỉ muốn làm Frankenstein hút máu mụ. Mụ hoảng re chân rút lui. Thấy cái vẻ mặt sợ hãi của mụ, tôi thở dài bước ra cửa, về nhà kể cho vợ con nghe. Bố thất nghiệp rồi. Và khi thấy vợ con sụt sịt, tôi chịu không nổi, nằm vật ra salon úp mặt xuống, khóc nức nở một mình, máu trào lên họng. Ngày hôm sau, xin đi job khác, cứ thấy nhà hàng là bước vào xin làm bồi bàn. Có lẽ thấy cái bản mặt mình không phải tiếp sai vặt được hay sao đó, mà nơi nào cũng nhìn mình một lúc rồi cho qua. Vào tiệm bánh mì may sao lại được. Từ sáng sớm hôm sau, cứ 3 giờ sáng dậy, phóng tới lò bánh, nhận bánh xong là lái chiếc xe của hãng đi một lèo, từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ trên các xa lộ, tạt vào khách sạn này, bỏ bánh xong là dọt qua nhà hàng khác, liên tu bất tận. Mà cái xe chở bánh lại thuộc thế hệ min lớp xăng đút nút, cái hộp số to trần vần như là cái mã đạm tiên ở cạnh tay lái, cái cần số dài lêu khêu như cây tre, nóng ơi là nóng, chỉ tới 8 giờ là mồ hôi chảy ra như suối. Nhất là lái tới Moreno Valley và San Bernardino trung bình là 90 và 100 vào giữa trưa, cộng với cái hơi nóng từ máy xe ít nhất cũng 120 độ bên trong, người cứ rít rít, làm được có hơn một tháng thì bỏ vì quá mệt. Hôm đó mệt quá, tôi đâm xe vào cột trụ đèn, rồi ngồi khóc nức nở, may mà không bị Phú Lít bắt. Tôi mệt không chỉ vì làm nhiều quá, mà vì tối phải đi học từ 6 giờ 45 đến 10 giờ, về nhà tắm rửa ăn cơm, làm bài xong thì khoảng 1 giờ sáng lên giường, 3 giờ đã dậy, đi làm một lèo 10-12 tiếng, buồn ngủ rũ ra. Nhưng mệt mà cũng chưa đau bằng ngày hôm ấy, kẹt chỗ đậu xe phải đậu ké sang nhà tàu hũ TT bên cạnh. Khi về thấy mất xe, hỏi ra mới biết ông chủ tàu hũ kêu người tâu xe mình. Mất 120 đô, đau quá, làm một ngày có 50, mà phải trả tiền xe mất 120, chịu gì nổi, thôi bỏ nghề luôn. Lại nghe người bạn giới thiệu đi giặt ủi ở LA, sáng dậy 5 giờ, phóng xe tới tiệm là 6 giờ rưỡi, bước vào tiệm là thấy một đống áo sơ mi lù lù trên bàn, nhào vô lấy xà bông và bàn chải cắm cúi chà cổ áo cổ tay như điên. Khoảng gần 2 tiếng chà cọ muốn gãy tay, thì một lô áo mới khô phóng ra, chụp lấy áo chải trên bàn ủi, một chân thì đạp mạnh xuống cái cần bên dưới cho có hơi hút cái áo vào bàn, tay trái căng áo ra, tay phải cầm cái bàn ủi nặng cỡ 2-3 pound có dây điện, cứ thế mà ủi, đứng liên tu bất tận, đến giờ cơm thì được ra ngồi chừng 5-10 phút ăn cơm. Không dám ăn lâu vì phải ủi hết mới được về lúc 6 giờ, trễ nãy là trễ lớp học ở Golden West, bắt đầu từ 6 giờ 45, phải chạy từ parking vào lớp, người mồ hôi đầy nên chỉ kiếm chỗ cuối lớp xa xa bạn học, kẻo mùi hôi xông ra thì kỳ cục. Cứ thế được 3 tháng thì hết pin, người lúc nào cũng lảo đảo, nói không ra hơi, hai tay lúc nào cũng rung rung, hai đầu gối nhức bút vì đứng 12 tiếng mỗi ngày, lương chỉ có 800. Vì 2 đồng 66 một giờ, không đủ tiền ăn phở, nên mắt mờ, tim đập chậm, đi khám bác sĩ ông phán: "Anh phải nghỉ ngay cái job này đi thôi, thêm nữa thì không tới bến đâu,
sẽ nằm liệt, lúc đó thì ỉa đái tại chỗ, không ai hầu được đâu. May quá chưa kịp nghỉ thì tối đó ông chủ gọi đến bảo, thôi ngày mai khỏi đi làm nhé, mới làm có 3 tháng đã nghỉ bệnh thì còn làm ăn cái chó gì. Người bị đuổi mừng húng, nói với vợ mua con gà tạ ơn tổ đãi. Sau đó lại đi xin việc làm delivery furniture, nghĩa là giao hàng furniture cùng với cậu con trai. Hai bố con cùng khiêng cùng vác, tuần làm 6 ngày, mỗi ngày 11 đến 12 tiếng, lương được 1.000, chia trung bình là 3 đồng 20 sen một giờ. Tôi làm ở đây khỏe hơn trước vì khuân vác phải sử dụng toàn bộ bắp thịt lưng, vai, đầu, tay, chân để kê vai, hứng lưng, đội lên, bưng nhấc. Nhớ ngày đầu tiên tôi đã tưởng chết, đi giao một cái salon có kèm giường ngủ cho một căn hộ ở lầu 2 mà không có thang máy. Căn hộ này lại không có thang thường thẳng lên mà thang cuốn tròn chung quanh một cái trụ sắt. Do đó người giao hàng phải dựng đứng cái ghế nặng vài trăm pound lên rồi cúi xuống nhấc ở bên dưới 1, 2, 3 ùm, nhích lên được một bậc, 1, 2, 3 ùm, nhấc lên thêm một bậc nữa. Cứ thế mà như con sên, mãi cũng lên được đến lầu 2. Lên tới nơi thì lăn ra, nằm vật ngay trên lối đi, ngất lịm đi mấy phút. Một lúc sau thấy người lay vai mình mới tỉnh lại, cảm ơn ông kia. Rồi trước bộ mặt ngạc nhiên của ổng, tôi lồm cồm ngồi dậy, lật ghế lại, đẩy tiếp vào phòng lấy tiền, về trình diện ông chủ và xin nghỉ vì chịu không nổi. Ông chủ bảo không sao đâu, xui là làm ngày đầu tiên bị cú đó, chứ không phải ngày nào cũng vậy đâu, từ từ rồi quen. Từ từ rồi quen thiệt, làm tới 3 năm lận, bắp thịt đô ra, sau rồi có thể một tay nhấc nguyên cái ghế, Lovership lên vai đi tỉnh bơ. Mấy tên thanh niên trợn mắt, chú còn mạnh dữ ha, cháu chào thua. Họ đâu biết HO đã từng cuốc đất phá rừng tơi bời hoa lá trong rừng sâu núi thẳm, sợ cái quái gì mấy cái ghế bàn này. Thật ra đó cũng đổi tới 3 ông chủ và cũng bị mắng rủa tơi bời. Một hôm đang loay hoay xếp đồ gần bàn làm việc của ông chủ, thấy phone kêu réo mà ông chủ chưa ra, chụp đại trả lời dùm. Ông chủ một người nói tiếng Anh đặc giọng Mỹ tho, vừa mới bị bà chủ làm cho một tăng ầm ĩ ngay trong tiệm, chạy tới giật lấy cái phone mắng liền. HO biết cái đếch gì mà nói điện với thoại. Ngoài các ông chủ nổ, còn các bà chủ cũng chảnh không kém. Bà chủ nào cũng sai HO làm hộc cơm, hình như thấy tiền lương 4,5 đô la một giờ mà các bà trả, làm các bà đứt ruột nên phải hành cho đã. Anh vác cái tủ này qua đây, chuyển cái salon này về đó, ráp cái bàn kia cho tôi, lau cầu tiêu chưa, lau lẹ lên cho tôi còn đi chứ. Liên miên bất tận, chịu đựng và chịu đựng. Nhưng sức người có hạn, có lần tôi nổi nóng, ném nguyên cái quyển sách vào mặt tên chủ rồi bỏ về. Cha trả cuộc đời. Mấy năm trôi qua học mãi cũng tốt nghiệp, làm thêm nhiều job khác, làm tài chánh rồi kiểm tra viên của tiểu bang. Nhưng với cái tính nhịn là nhục, cự thì đục. Cho nên được một năm cự lại bà sếp chảnh, cũng lại bỏ việc, rồi đi học thêm sư phạm để dạy học. Nhưng chỉ dạy được có một mùa lại bỏ, vì bà hiệu trưởng gốc Mễ kỳ thị ra mặt. Cuối cùng vừa đi làm cố vấn cho mấy người bệnh tâm thần, vừa học thêm ngành tâm lý để hoàn thiện nghề nghiệp. Dĩ nhiên ở đâu cũng thế, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Các ông sếp bà sếp cứ nhìn nhân viên như nhìn kẻ thù, phải trả thù cho đã ngứa. Lâu dần đời người cũng qua, hiện giờ thì đã retire, vừa đi làm linh tinh vừa viết lách lăng nhăng. Nhớ lại những tháng ngày mới qua Mỹ và bật cười, nhớ từng lời nói, cách đối xử thô bạo của người đi 1975 với dân HO mà muốn cảm ơn họ. Vì nếu không có những con người thô lỗ ấy, dễ gì học được bài học kiên nhẫn mà thành công. Thêm bài học lờ, bỏ ngoài tai những cú chụp mũ, mạ lị, liên lỉ của cả những tên cộng nằm vùng lẫn những anh ấm ớ. Như vào năm 1991 và 1992, lần đầu mò mẫm đứng ra tổ chức cây mùa xuân HO ở Westminster, rồi tổ chức hai lần tù ca tại Đêm Màu Hồng năm 1993 và 1994, bị chụp mũ anten cộng sản tơi bời hoa lá. Nhưng những đòn đánh phá như thế thật ra chỉ làm cho ý chí HO thêm mạnh. Dân HO đã trải qua bao năm tù đầy trong nhà tù lớn, nhà tù nhỏ của Cộng sản mà không sợ, có lý đâu lại ngại miệng lưỡi của những tay nằm vùng. 22 năm trôi qua,
hầu như toàn thể thế hệ thứ hai của dân HO đã vững vàng trên quê hương mới. Đại đa số đã tốt nghiệp từ cử nhân, kỹ sư đến nha y, dược sĩ, giáo sư đại học hoặc là thành công về thương mại rất lớn. Làm ông chủ nhỏ, bà chủ nhỏ, một số lớn đã đưa đón con đi học, các cháu nói tiếng Anh như gió. Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. Biến cố gì rồi cũng qua, chỉ có danh xưng HO là tồn tại mãi mãi trong sử sách, như một thế hệ đặc biệt chưa hề có trong lịch sử thế giới và sẽ không bao giờ có nữa. Tác giả là Chu Tất Tiến. Cảm ơn tác giả Chu Tất Tiến đã viết một bài viết về HO rất là hay. Thiên Hoàng nghĩ rằng chắc có lẽ là thật sự ra anh không phải là một trong số những người mà sang đây vất vả như vậy. Thiên Hoàng nghĩ rằng là đa số các anh sang đây đều vất vả là bởi vì thứ nhất là các anh cũng đã lớn tuổi rồi, rồi sang đây lại bắt đầu đi làm lại, đi học lại. Nhưng mà rồi cuối cùng thì anh cũng đã thành công. Bài viết rất là hay, cho chúng ta nhìn thấy một cuộc đời của HO đã trải qua những thăng trầm như thế nào. Và Thiên Hoàng nhận thấy một điều như thế này nè, người Việt Nam mình cũng lạ lắm nha. Người Việt Nam mình á, mình cứ nói là người này kỳ thị, người kia kỳ thị. Nhưng thật ra thật sự Thiên Hoàng thấy người Việt Nam mình á, cũng thuộc lại kỳ thị ghê gớm lắm. Những người Việt Nam mà qua Mỹ trước thì bắt đầu kỳ thị những người Việt Nam qua sau. Những người mà qua trước rồi đó cứ nghĩ rằng là mình qua đây là mình đã được tiếp thu một cái nền văn minh rồi. Cho nên là khi mà những người qua sau á, tự dưng những người qua trước á, nhìn những người qua sau với một con mắt rất là khinh rẻ. Thiên Hoàng cũng nhận thấy cái điều đó. Và đó là một điều đáng buồn cho người Việt Nam chúng ta hay có cái tính như vậy. Cho nên chúng ta cứ đừng có chê người ta kỳ thị, nhìn lại mình đi. Người Việt Nam của mình phải nói rằng là kỳ thị rất là cao đấy, chứ không phải là không đâu. Bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.